ôm. Đó mà. Tức là thay vì là bạn ấy nhân từ ôm cột như thế này. Đấy ha. Tức là lấy hàng thứ nhất nhân từ cột 1, lấy hàng thứ hai nhân từ cột 2. Thì ở đây các bạn sẽ thay nó bằng cái hàm bờ môn như thế này. Đó mà. Lấy hàm thứ nhất. Lấy ma trận thứ nhất nhân cho ma trận thứ hai. Đó mà. Đó. Đây bấm ma cặp cho chị em tới các bạn ha. Đó, bạn thấy không? Tức là thay vì đó bạn là nhân cộng hợp, đúng không? Nhân cộng hợp thì bây giờ các bạn là sử dụng bờ môn để các bạn nhân cộng hợp, nó tự nhân cộng hợp cho mình. Đó mà, cũng giống như là sum product, thay vì là mình phải tự nhân cộng hợp thì bờ môn nó sẽ nhân cộng hợp thay cho mình. Đây nè. Bạn thấy không? Tôi lấy ma trận 1 là ma trận tỷ trọng nhân cho ma trận S, đây là nó ra y chang như cách bạn tính không khác gì cả. Đó mà. Thì cái phần này nó giống như là bữa trước mà mình tính cái ma trận A ra thì tôi cũng có minh họa cho các bạn rồi, đúng không? Một là chúng ta sẽ thành nhân cộng từng cá, đúng không? Nhân cộng từng cá, nhưng mà đây chúng ta là lấy hàng nhân cho cột, đúng không? Nhân cộng từng cá thì mò môn nó sẽ làm thay cho mình cái bước là nhân cộng như vậy, được chưa? Đó, và nó trả cho bạn ra đúng cái hai ô này luôn, đúng không? Nó trả cho bạn đúng hai ô, đúng không? Tức là một dòng hai cột. Sau đó bạn làm mò mua thêm một lần nữa thì nó sẽ ra được kết quả đúng. Đó mà đây ha, mò mua thêm một lần nữa này. Đó mà, mò mua lúc này thì sẽ là cái này. Các bạn nhân cho cái if nhưng mà phải là change bold, đúng không? Phải là change bold của cái if. Đó mà, change bold của cái if. Đó mà, thì nó sẽ ra được kết quả đúng không ạ? Được chưa? Tức là đây cái hàng mò mua nó là nhân cộng hợp thôi. Đó mà, nhân cộng hợp. Thì thay vì là các bạn phải làm từng ôm thế này thì chúng ta sử dụng hàm mò mun để tính cho nó nhanh, được chưa? Cho nên ở đây tại sao là trong cái phần công thức của phương sai là các bạn có công thức là if fx nó là như vậy, đó mà tức là từ cái phần bên trên, tức là nếu mà ba chứng khoán các bạn vẫn phải lập cái bảng bên trên bạn nhân từ ô thì ô thì các bạn sẽ ra được, nhưng mà làm như vậy thì nó rất là lâu, thì người ta mới tách ra thành các ma trận tính chất của nó là như nhau, đó mà thì thành tách thành hai ma trận tỉ trọng và một ma trận phương sai phương sai, đó mà và lấy hai cái ma trận đó nhân với nhau. Đây. Như vậy ở đây đã tính xong được phương sai của danh mục rồi ha. Như vậy ở đây phương sai của danh mục thì cách thứ nhất là chúng ta cũng nhân từng cái như là công thức. Còn nếu muốn nhanh thì sao ạ? Sử dụng hàm. Đó mà, chẳng hạn sử dụng sum product đi. Đó mà, sum product. Thì ở đây tôi thấy cái ít đây là 1, 2, đây là 2, 2, 2. Tôi sử dụng bào môn trước. Đó mà, bào môn của ít. Đó mà, sau đó tới của S. Rồi sau đó lại tới của ít, được chưa? Rồi thì nó cũng ra y chang vậy thôi. Cho nên là nếu như bạn nào xiên thì ngồi là nhân tính phương từng cái, còn nếu không thì chịu khó lọc cái ma trận S nó như thế này. Đó mà, nghĩa là hai chứng khoán hay nhiều chứng khoán các bạn đều làm như nhau hết ha. Đó mà, hai chứng khoán hay nhiều chứng khoán các bạn đều làm như nhau hết. Nhưng mà chẳng qua là hai chứng khoán thì các bạn thấy là cái việc lọc cái ma trận S nó mất thời gian, cho nên thường là các bạn sử dụng theo công thức luôn, các bạn bình phương luôn, nó giống như vậy này. Đó ạ, đó, tức là xA bình phương nhân cho phương sai của A cộng cho xB bình phương nhân cho phương sai của B cộng cho hai lần xA xB là nhân cho cô ba của A và B. Đó, hai công thức thì bạn thấy là khi mà khai triển trong ma trận ra thì nó vẫn ra được cái công thức kỳ vọng, được chưa? Rồi, như vậy ở đây là các bạn xong được cái phần tỉ suất sinh lợi của danh mục và phương sai của danh mục. Bây giờ nhiệm vụ của bạn đây là vẽ đường biên, đúng không? Vẽ đường biên. Như vậy thì vẽ đường biên đây là đường kết hợp giữa tỷ suất sinh lợi và độ lệch chuẩn ha. Đó và đây là đường kết hợp giữa tỷ suất sinh lợi và độ lệch chuẩn chứ không phải là phương sai. Cho nên ở đây các bạn sẽ phải tính thêm cái đại lượng, đây là độ lệch chuẩn. Và độ lệch chuẩn ở đây thì như mà trước tôi giới thiệu bạn là hai công thức. Một là sử dụng là SQRT của phương sai, hai là STDEVB. Nhưng mà trong trường hợp này thì sử dụng cái gì ạ? Căn bậc 2 của phương sai thôi, chứ còn mình không sử dụng cái hàm. Đó bạn, cái hàm là chỉ dùng để tính khi mà chúng ta có ERT thôi thì chúng ta mới sử dụng cái hàm. Đó bạn, tức là khi mà chúng ta có nhiều cái chuỗi tỷ suất sinh lợi thì bạn mới sử dụng hàm, được chưa? Như vậy đây sử dụng hàm SQRT ha. Còn cái standard deviation thì chúng ta tính cho cái của từng chứng khoán, đúng không? Còn danh mục thì chỉ có một hàm duy nhất là SQRT, tức là căn bậc 2 của phương sai thôi nha. Được chưa? Rồi, như vậy ở đây mỗi lần mà tôi thay
đổi tỷ trọng ha. Tôi ví dụ này, chẳng hạn như là danh mục ít, lúc này tôi không đầu tư 20 nữa, tôi đầu tư lúc nãy tôi đầu tư 10 đúng không? Bây giờ tôi đầu tư 10, tôi đầu tư 20. Bạn thấy sao? Tỷ suất sinh lợi thay đổi, độ lệch chuẩn thay đổi. Rồi chẳng hạn ở đây tôi đầu tư 50 thì bạn thấy nó lại thay đổi tiếp, đúng không? Nghĩa là cứ mỗi lần mà tôi thay đổi cái tỷ trọng đầu tư vào danh mục ít thì tôi sẽ tạo ra được một cái danh mục mới, đúng không? Cứ mỗi lần tôi đầu tư vào danh mục ít, nó sẽ tạo cho tôi được một cái danh mục mới. Như vậy ở đây, thay vì là tôi phải ngồi tôi ghi, ví dụ đây là ít là 50%, tôi phải ghi lại tỷ suất sinh lợi là bao nhiêu, độ lệch chuẩn là bao nhiêu, nó mất thời gian, đúng không? Như vậy trong trường hợp này, Excel nó có hỗ trợ cho bạn một cái công cụ là công cụ Data Table, đúng không? Giúp cho các bạn thống kê lại những cái phần này. Đúng không? Như vậy thứ nhất là tôi sẽ có đây là tỷ trọng ạ. Ví dụ tôi muốn thay đổi tỷ trọng của cái danh mục ít của tôi đây là trừ 50% đi, tức là tôi sẽ đầu tư bán khống 50% vào chứng khoán ít ạ, đúng không? Trừ ha 50%. Rồi sau đó ví dụ tỷ trọng ở đây tôi cho nó giảm bớt đi, ví dụ như là tăng thêm khoảng 7% đi, đúng không? Đó, như vậy ở đây tôi sẽ tính ra được tỷ trọng, đây là tỷ trọng đầu tư của danh mục ít nha các bạn ha, đúng không? Tỷ trọng đầu tư của danh mục ít. Như vậy thì tương ứng chẳng hạn ở đây tỷ trọng mà là âm 50 á, ví dụ đây ha, ví dụ âm 50, ví dụ tỷ trọng đây là âm 50, bạn thấy sao ạ? Tỷ suất sinh lợi tôi sẽ là 0,42 và độ lệch chuẩn sẽ là 0,28, đúng không? Theo đúng thì các bạn sẽ phải ghi đây là độ lệch chuẩn này, tỷ suất sinh lợi, nghĩa là ở đây nếu mà đây là âm 50 thì bạn sẽ thấy âm 50 ở bên trên, sau đó các bạn sẽ ghi nhận lại độ lệch chuẩn ở đây là số này, tỷ suất sinh lợi các bạn cho là bằng số này, đúng không? Sau đó các bạn đã thấy biết sao ạ? Âm 43, đúng không? Thì bạn thấy tự động nó thay đổi mục tiêu rồi. Cho nên là khi mà bạn copy thì sao ạ? Phải bắt value nó xuống, đúng không? Nhưng mà làm thế này thì sao ạ? Lâu, đúng chưa? Cho nên là chúng ta sử dụng một cái công cụ giúp làm thay cho các bạn cái công đoạn là khi mà tôi thế âm 50 lên đây thì nó sẽ trả về kết quả cho tôi bên dưới, đúng không? Chẳng hạn như tôi thế âm 50 bên trên, nó phải trả về cho tôi đúng là 0,28 và đây là 0,42, đúng không? Thì đó mới là cái mà tôi cần, chứ không phải là tôi ghi âm 50 cái chỉ cần liệt kê tôi bảng ra tôi phải làm bằng tay. Trong trường hợp này không còn là sử dụng là máy móc nữa rồi, đúng không? Nhưng mà này các bạn tự làm tay cho nó nhanh, đúng không? Cho nên ở đây ha, cái mình mong muốn là khi mà tương ứng với cái âm 50 này nó sẽ trả về cho tôi đúng cái tỷ suất sinh lợi và độ lệch chuẩn, trả về đúng phía bên này, đúng không? Thì người ta có một cái công cụ gọi là công cụ Data Table. Như vậy ở đây cái đầu tiên ha, các bạn thấy cái hàng đầu tiên này ha, tôi tô màu đỏ để cho bạn dễ thấy nhá. Đây, cái hàng của tôi tô màu vàng khè đây này ha, đó là cái vàng màu khè. Thì cái độ lệch chuẩn này các bạn để dùng tôi cái ô này là ô có chứa công thức, đúng không? Đây ha, đây là độ lệch chuẩn là có chứa công thức này, đúng không? Rồi tỷ suất sinh lợi đây, ô tỷ suất sinh lợi đây, hay nói đúng hơn đây là hai cái ô mà trong đó nó có chứa cái biến mà tôi cần thay đổi, đúng không? Như vậy cái biến tôi cần thay đổi đây nó chính là tỷ trọng đầu tư vào các chứng khoán gì, đúng không? Như vậy ở đây trong cái ô công thức này nó phải thể hiện được cái tỷ trọng ở đây, và trong cái độ lệch chuẩn ở đây nó cũng có cái ô tỷ trọng ở trên này, đúng không? Để khi mà tôi thay đổi thì tự động nó trả về cho tôi, đúng không? Cho nên các bạn ghi chú cho tôi ha, cái ô màu vàng bên trên này là cái ô có chứa công thức, hay nếu mà nói rõ là nó có chứa cái biến mà tôi cần nó thay đổi, đúng không? Như vậy ở đây các bạn cần thay đổi đó, bạn cần thay đổi tỷ trọng của ít hay cần thay đổi tỷ trọng của y ạ? À, bởi vì là ít thay đổi thì y tự động thay đổi theo, đúng không? Như vậy ở đây là tỷ suất sinh lợi và độ lệch chuẩn nó có chứa cái tỷ trọng của ít ở trong đó, đúng không? Nó có chứa cái tỷ trọng của ít ở trong đó. Để khi mà ít thay đổi thì tự động là hai cái ô này nó sẽ tự động nó nhảy thay cho tôi, đúng không? Ví dụ đây này các bạn thấy là thay âm 50 tự động là dưới này nó phải đổi đi, đúng không? Nếu bạn không thích âm 50 các bạn cho 150 thì tự động nó thay đổi, đúng không? Cho nên là cái ô này là ô nó có chứa cái biến mà tôi cần thay đổi, được chưa? Rồi tôi xóa cái này ha để cho bạn dễ thấy. Rồi sau đó các bạn quét cùng tôi ha, quét thì chúng ta sẽ quét hết ba cột, được chưa? Quét hết ba cột tức là từ cái cột tỉ trọng, nhưng mà nhớ là quét từ ô công thức quét xuống nha, đúng không? Đây các bạn quét từ ô công thức quét xuống như thế này, đúng không? Đây quét từ ô công thức quét xuống, được chưa? Rồi sau đó các bạn vào trong cái phần data, đúng không? Trong data
cái phần là what if analysis ạ, tức là phân tích cái gì xảy ra nếu ạ, đúng không? Cái gì xảy ra nếu, nghĩa là trong trường hợp này mình muốn gì ạ? Nếu ít thay đổi thì tỷ suất sinh lợi và độ lệch chuẩn sẽ thay đổi như thế nào, đúng không? Thì nó nằm ở trong cái mục ở đây là what if analysis này, tức là những cái công cụ này nó đều trả lời cho các bạn cái câu hỏi là điều gì xảy ra nếu, đúng không? Thì đây nó có ba cái công cụ, thứ nhất là có mô phỏng, đúng không? Mô phỏng nó cũng trả lời cho bạn cái câu hỏi là điều gì xảy ra nếu. Ở đây nó còn có công cụ là goal set thì nó cũng trả lời cái câu hỏi là nếu như mà chẳng hạn như tỷ trọng tăng trưởng của tôi nó thay đổi thì trong trường hợp này nó sẽ là bao nhiêu, đúng không? Tức là tất cả các công cụ ở trong cái chỗ này nó đều giúp bạn trả lời câu hỏi là cái gì xảy ra nếu, đúng không? Thì ở đây các bạn sử dụng cái công cụ đây là data table đây này, đúng không? Thì mình trả lời cái câu hỏi cái gì xảy ra. Như vậy bây giờ các bạn muốn cái gì xảy ra ạ? Tỷ trọng, tức là tỷ trọng thay đổi thì làm cho tỷ suất sinh lợi và độ lệch chuẩn như thế nào, đúng không? Như vậy đây là cái gì của bạn, nó chính là tỷ trọng, đúng không? Cái gì của bạn nó sẽ là tỷ trọng, tức là cái gì của bạn, tức là nói lại, tức là cái gì của bạn đây đó là độ lệch chuẩn và tỷ suất sinh lợi, và nếu của bạn đây sẽ là tỷ trọng, đúng không? Cho nên ở đây mình sẽ xác định là cái nếu để cho hai cái này mình đang có chống ha, hai cái là cái gì xảy ra đây này, nó đang để chống để nó trả về cái kết quả cho các bạn, được chưa? Như vậy là các bạn sẽ tìm cái nếu. Như vậy ở đây ha, cái nếu này của các bạn đó thì nó có hai cái ô. Một là tôi sẽ có là round input cell, tức là cái ô nhập dữ liệu của tôi sắp theo hàng. Còn thứ hai là cái ô nhập dữ liệu tôi sắp theo cột. Như vậy trong trường hợp này các bạn chọn theo hàng hay theo cột ạ? Đây là các bạn thấy là cái ô nhập dữ liệu của bạn, tức là cái ô nếu của bạn là bạn sắp theo cột hay theo hàng đây ạ? Theo cột. Nếu mà theo cột thì bạn sẽ chọn cái cột ở bên dưới, đúng không? Như vậy bây giờ các bạn sẽ tìm cái nếu. Cái nếu ở đây là cái nào ạ? Cái nếu là cái gì thay đổi ạ? Đúng không? Nếu tỷ trọng thay đổi, đúng không? Tỷ trọng như vậy thì tỷ trọng ở đây đó là ô. Đây. Nếu cái ô 51 thay đổi thì nó sẽ tác động như thế nào đến cái ô công thức mà có chứa cái 51 ở trong đó, đúng không? Cho nên ở đây các bạn nó sẽ trả lời câu hỏi là cái gì xảy ra nếu, đúng không? Như vậy các bạn phải tìm cái nếu ha. Nếu tỷ trọng thay đổi thì các bạn phải tìm cái ô tỷ trọng nào mà nó thay đổi, được chưa? Rồi sau đó các bạn bấm ok cái này, đúng không? Đây, nó sẽ trả về cho các bạn ha. Đây, ô 50 nó trả về đúng cho các bạn này. Nếu là ô 51 nó nhận giá trị là 50% thì nó sẽ trả về cho bạn giá trị này, đúng không? Nếu ô 51 nhận giá trị là 150 thì nó sẽ trả về cho bạn tỷ suất sinh lợi và độ lệch chuẩn tương ứng, đúng không? Đó, bạn hiểu cái công cụ data table chưa? Đúng không? Tức là chúng ta sẽ tìm cái ô nào thay đổi, đúng không? Làm cho cái ô công thức ở đây nó thay đổi theo, được chưa? Như vậy sau khi mà các bạn đã tính được là tỷ suất sinh lợi thì tất cả các danh mục tương ứng với một cái tỷ trọng thay đổi là các bạn sẽ có một cái danh mục, và các danh mục này người ta gọi đây là các danh mục đầu tư hiệu quả, bởi vì nguyên nhân đó là do cái sự kết hợp của hai danh mục hiệu quả thì nó sẽ tạo ra tất cả các danh mục đều là danh mục hiệu quả hết, đúng không? Cái này là theo cái định đề số 2 người ta nói chứ không phải tôi nói, đúng không? Định đề số 2 là chúng ta kết hợp hai danh mục hiệu quả bất kỳ thì chúng ta sẽ tạo ra vô số danh mục hiệu quả, được chưa? Như vậy ở đây sau khi mà các bạn có được tập này xong thì các bạn sẽ vẽ đường biên, thì nhớ là chúng ta chỉ quét hai cái cột độ lệch chuẩn và tỷ suất sinh lợi thôi ha, đó mà. Rồi các bạn vào insert này, đó mà chọn cái đồ thị của các bạn ở đây là scatter ha, chọn đồ thị dạng scatter, rồi chọn cái dạng nào cũng được, bấm lại thôi, đó mà. Thì nó sẽ ra cho các bạn cái tỷ trọng cái danh mục này, đúng không? Như vậy đây coi thử coi ở đây thì nó có vẻ hơi ngược tí, nó phải úp lại mới đúng không? Nếu mà úp lại như vậy thì bạn có thể đổi lại tỷ trọng của bạn ở đây nó 0.8 thì như thế này, cái tỷ trọng của các bạn nó ở bên cái trục bên dưới này của bạn nó sẽ là độ lệch chuẩn này, còn cái trục bên trên của bạn nó sẽ là tỷ suất sinh lợi, đúng không? Trục bên trên của bạn nó sẽ là tỷ suất sinh lợi. Ở à đây nó không phải là vẽ ngược mà do là chúng ta nó có bị âm, đúng không? Có tỷ suất sinh lợi bạn nó bị âm, đúng không? Đây nó bị âm này, đúng không? Nó bị âm cho nên cái đồ thị của bạn nó dạng như vậy, được chưa? Tức là nếu như các bạn đầu tư mà nhiều quá mà vào cái dạng
danh mục và Z đó, đúng không ạ? Đầu quá, nhiều quá vào cái danh mục thứ hai ấy, thì trong trường hợp này tỷ suất sinh lợi của danh mục bị âm này, đúng không ạ? Bị âm, đó. Cho nên ở đây các bạn thấy khi mà nó vẽ ở đây là cái trục nó ngang á, trục ít á, ô ít á của các bạn sẽ là độ lệch chuẩn, trục ô y của bạn nó sẽ là tỷ suất sinh lợi, được chưa? Cho nên đây là sẽ bị âm này, đó mà. Thì cái đường này các bạn đây là đường biên hiệu quả này, nó có hình như là hình quả trứng vỡ vậy đó, nhưng mà hình quả trứng vỡ này, hình quả trứng vỡ nó bị ngừa, đó mà, là do tỷ suất sinh lợi của bạn nó bị âm, đó mà. Thì đây là do cách mà chúng ta ví dụ vậy thôi. Tức là nếu các bạn muốn ra được cái hình mà hình quả trứng vỡ mặc dù là xuôi hay ngược á, thì các bạn thấy nó đều có cái chóp này hết rồi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nó đều có cái chóp này hết. Thì bạn phải lấy cái tỉ trọng của ít là vừa mà bán khống, vừa mà bán không, đúng không ạ? Tức là có vừa mà bán không ít, vừa mà bán không y, thì nó mới ra được cái chóp đó được. Còn nếu mà các bạn chỉ có bán khống, ít không á, tức là chỉ có bán không, ít không thì nó sẽ không có, đúng không ạ? Thì nó nhiều khi nó chỉ là cái đường thẳng giống y cái trường hợp mà các bạn vẽ gọi là đường biên của trong trường hợp mà không bán khống á, đúng không ạ? Thì đây bạn thấy ha, nó giống như cái hình quả trứng vỡ, mặc dù hình quả trứng vỡ này nó bị lằn lại, đúng không ạ? Nó bị lằn lại, được chưa? Đó. Nhớ ha, khi mà vẽ thì cái trục này của các bạn hay là trục OI của bạn sẽ là độ lệch chuẩn, trục OI sẽ là tỷ suất sinh lợi, đúng không ạ? Thì đây là cách các bạn sẽ vẽ được cái đường biên hiệu quả của một cái danh mục nó như thế này, đúng không ạ? Thì bạn có thể đổ lại cái tên, chẳng hạn cái tên này đây là độ lệch chuẩn, bạn có thể đổ lại cái tên là đường biên hiệu quả, đúng không ạ? Đó, thì nó tùy các bạn đặt tên thôi. Còn cái chuyện là khi mà vẽ đồ thị là ra được rồi, nhưng khi không cần đặt tên cũng được, được chưa? Được chưa? Như vậy đây là các bạn, tôi hướng dẫn bạn xong được cách chúng ta sẽ vẽ cái đường biên trong trường hợp là có bán không. Thì cái đường biên này gọi là có bán không, nguyên nhân là do tỉ trọng của bạn nó sẽ bị âm, đúng không? Do tỉ trọng của hai cái danh mục hiệu quả của mình nó bị âm, cho nên ta gọi đây là danh mục hiệu quả có bán không. Thì kết hợp hai danh mục hiệu quả có bán không thì tạo thành cái đường biên hiệu quả có bán không, được chưa? Đó. Rồi thôi, bây giờ các bạn nghỉ ở đây đi, rồi sau các bạn học tiếp ha. Nhớ là chúng ta